lúc vừa nãy giờ cứ chìm đắm vào những cái giai điệu âm nhạc, cho nên là quên đi mất một việc, đó chính là chúng ta sẽ phải cung cấp thêm cho quý vị thính giả một thông tin mới nữa về showbiz. Và có lẽ là từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã cùng đến với những thông tin showbiz của Việt Nam, những cái ca khúc, những cái bài hát mới sẽ được ra mắt ở các chương trình nhạc Việt Nam rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến thông tin quốc tế đi. Đó chính là một thông tin này chúng ta vừa mới nhận được thôi, đó chính là nhóm nhạc Maroon 5 đã xác nhận là chương trình diễn tại cái sân khấu rất là lớn, đó chính là sân khấu Super Bowl tại Atlanta và Georgia vào ngày 3 tháng 2 năm 2019. Và bạn vừa nói đến Super Bowl, tôi nghĩ rất là tò mò, biết là đây là một cái địa điểm hay là một cái tên chương trình như thế nào? Các bạn biết rồi là Super Bowl nhá, là một cái sân khấu rất là lớn, mà là một cái sân khấu mà tất cả các ca sĩ, các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới đều ao ước một lần trong đời được trình diễn ở đây. Và đây là một cái gọi là sân khấu thôi, nhưng mà đây lại là một cái giải vô địch của